Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Nội chính Thành ủy cho biết, năm 2020, đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục có chuyển biến, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan chức năng tập trung phối hợp giải quyết kịp thời. Các cơ quan chức năng cũng đã tập trung giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân. Năm 2021, ban nội chính thành ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự phức tạp tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc dư luận xã hội quan tâm tiếp tục tham mưu làm tốt công tác kiểm tra giám sát liên quan đến công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp